Doraemon đã ở bên cạnh Nobita 80 năm. Trước khi ra đi, Nobita đã nói với Doraemon, sau khi tớ đi, cậu nên trở về nơi cậu thuộc về. Doraemon đã sử dụng cỗ máy thời gian để quay về 80 năm trước và nói với Nobita thời thơ ấu rằng, xin chào, tớ tên là Doraemon. Cho dù có cho tớ bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở chính là nơi tớ phải đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.